Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 và quý phụ huynh. Như vậy thì ở trong 6 clip trước thì thầy ở cái bài 1 á, thì thầy đã xét cho em cái tính đơn điệu của hàm số rồi. Chúng ta đã biết cách xét được cái tính đồng biến, nghịch biến cũng như là đi tìm giá trị cực đại như là cực tiểu, nói chung là cực trị đúng không nào, của hàm số rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2, đó chính là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Lớn nhất là gì em? Lớn nhất nghĩa là max đúng không? Còn giá trị nhỏ nhất đó chính là gì? Là min. Thì ở trong cái phần mà tìm giá trị min max thì nếu mà trước đây á, chúng ta làm bằng trắc nghiệm 100% chọn câu hỏi với bốn đáp án ABCD á, thì chúng ta sử dụng máy tính bảng túi Casio FX580VNX thì thầy có bày ở trên kênh của thầy rồi, trong cái phần mà 49 video hướng dẫn cho các em cái cách bấm máy tính á, thì chúng ta lên đó chúng ta xem. Còn về phương pháp á, thì chương trình cũ thì thầy cũng đã có dạy cho em rồi, chứ không phải là không dạy. Nếu bạn nào mà muốn tham khảo nhanh thì chúng ta có thể vào trong chương trình cũ cũng có em nha. Bây giờ chúng ta đang học ở chương trình mới thì xem thử là trong nội dung chương trình mới nó có khác gì với chương trình cũ hay không, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu hỏi khởi động này. Câu hỏi khởi động em, một số sách thì cái phần câu hỏi khởi động này em, thường người ta sẽ đưa vào phần vận dụng, ví dụ như bộ Chân Trời Sáng Tạo đi, người ta đưa cái phần này vào phần vận dụng cuối bài sau khi chúng ta học xong thì chúng ta sẽ giải cái phần này. Nhưng mà đối với bộ Cánh Diều này thì nó không có cái phần vận dụng để chúng ta giải cái phần này, nên bắt buộc thầy phải giải cái phần này trước. Chứ nếu như bộ Chân Trời Sáng Tạo thầy sẽ không giải phần này, mà thầy sẽ để cho cái phần khởi động này thầy sẽ giải phần vận dụng. Nhưng mà giờ không có cách nào thì bắt buộc phải đi theo hệ thống từ trên xuống dưới thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sang câu hỏi khởi động này. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông, hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau, nghĩa là cạnh đây là 6 dc, thì ở gọi là cái chiều rộng thì cái chiều dài đây cũng là 6 dm. Em hiểu nào? Bát ánh cắt ở bốn góc, nghĩa là góc thứ nhất này, góc thứ hai này, góc thứ ba và góc thứ tư, là bốn hình vuông có cùng độ dài bằng x, nghĩa là ở đây cắt x thì ở đây x, và ở đây cũng là x. Các em hiểu nào? Ở đây x, ở đây cũng là x. Đó, nghĩa là tất cả đều là x, nghĩa là bốn hình nhỏ này cũng là bốn hình vuông. Các em hiểu chưa? Rồi gặp tấm nhôm lại như hình 7 để được một cái hộp có dạng hình chữ nhật, không có nắp. Đây, sau khi mà cắt bốn cái góc là bốn hình vuông này và có độ dài đây là x, thì bác sẽ gấp lại được một hình hộp chữ nhật, và trên này nó rỗng, ở trên đây không có nắp. Nghĩa là ở đây nó chỉ có mấy mặt, kem chỉ có một mặt đáy ở đây thôi, chứ cái mặt đáy trên đây gọi là cái nắp á, là không có. Còn bốn cái mặt xung quanh đây là gấp lại, đó chính là các hình chữ nhật. Còn cái nắp này cũng là một hình vuông này, cái thằng này này, kem thấy không? Đây là cái đáy này cũng là một hình vuông. Chúng ta hiểu như vậy được chưa nào? Gọi như đây, gọi V là thể tích của khối hợp đó. Gọi V, đây là thể tích, đây là hình hợp chữ nhật. Thì hình hợp chữ nhật này chúng ta đã có công thức rồi, V này sẽ bằng là A nhân B nhân C, nghĩa là bằng chiều dài, chiều rộng nhân chiều cao, là thể tích khối hợp này. Thì chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải xác định được kích thước trực tiếp ở trên hình này để chúng ta phan vào đây luôn. Có được không nào? Được không? Thì ta thấy cái độ dài x của cạnh hình vuông bị cắt thì cái thằng này chính là x này. Cái thằng này cắt đó chính là cái thằng này, đây chính là x này em này. Đây thầy xác định các cái kích thước này. Cái này là x này. Nghe cái độ cao này. Anh cắt là anh cắt cái độ cao này, đó chính là x này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định chiều chiều dài và chiều rộng này của hình vuông này. Ở đây là x, ở đây là x là mấy x, là 2x. Tại vì x cộng x là bằng 2x đây này. X cộng x này bằng 2x. Cả cái này là mấy? Cả cái này là 6, mà chúng ta trừ đây là x. Trừ đi x nghĩa là chúng ta sẽ lấy 6 trừ x trừ x, chứ gì nó. Thì ra được cái chiều rộng này thì có phải là bằng 6 trừ cho mấy x trừ cho 2x. Em hiểu không? Như vậy thì kích thước ở đây, ví dụ như ở đây là chiều rộng, đây chính là 6 trừ 2x. Còn chiều dài ở đây, đây cũng là x, đây x thì cái đoạn này sẽ bằng cái đoạn này. Đúng không? Thì chứng tỏ thằng này cũng chính là gì? 6 trừ cho x ở đây và 6 trừ cho x ở đây, thì chứng tỏ nó sẽ bằng là 6 trừ 2x. Như vậy thì kích thước ở đây này, thằng này là 6 trừ 2x, thằng này cũng là 6 trừ 2x.
Đây, đây chính là một hình vuông nè, cái đáy nó này. Đó, cái đáy nó là cái phần chiều dài chiều rộng, như vậy thằng này cũng là 6 trừ 2x. Như vậy chúng ta đã có chiều cao, chúng ta đã có chiều dài và chiều rộng. Chiều rộng, chiều dài ở đây. Ví dụ thế, tại vì nó là hình vuông thì anh mặt nào cũng vậy thôi. Và ở đây cái x ở đây chúng ta thấy là cái điều kiện của nó thì thứ nhất nó phải lớn hơn mấy? Thứ nhất nó phải lớn hơn không? Nó không thể nào mà nhỏ hơn không được. Có đúng không? Và đồng thời nó nhỏ hơn mấy em? Ở đây là x, ở đây là 2x. Có đúng không? Như vậy ở đây x ở đây chúng ta thấy là nếu như chúng ta xét này, ở đây nó phải lớn hơn không? Ở đây chúng ta giả sử x x ở đây bằng 4 được không? Các em, nếu x bằng 4 ở đây thì nó ra được là 6 trừ 2 nhân cho 4 thì bằng 6 trừ 8 thì bằng âm 2, thì cái này là loại rồi. Không được. Như vậy x ở đây tối đa nó phải là bằng 3. Có đúng không? X tối đa nó phải phải bằng 3. Để làm gì? Khi đó nó mới thỏa mãn điều kiện là x này phải phải lớn hơn không. Như vậy nếu như ở đây mà chúng ta tính ra, mà ví dụ giả sử ra x bằng 4 chúng ta loại ngay, thì chứng tỏ cái điều kiện chúng ta ở đây là x phải lớn hơn không, mà x nó phải nhỏ hơn 3, chứ không thể nào mà nhỏ hơn 4 được. Nhỏ luôn hẳn 3 anh em. Chứ còn nếu mà bằng 3 mà lấy 6 trừ cho 6 bằng 0 cũng không được. Như vậy x ở đây nó chỉ có thể là số mấy? Số 1 hoặc là số 2 thôi. Chắc chắn là nó sẽ chọn một trong hai cái này này. X có thể là bằng 1 hoặc là x bằng 2 thôi. Chúng ta hiểu là chớ mà x bằng 3 thì lấy 6 trừ cho 6 thì bằng 0 thì không được. Hiểu chưa? Ok. Em hiểu tại sao mà nó nằm ở trong cái khoảng này chưa? Nhớ này, thầy nhắc lại một xíu nhé. Nếu như ở đây ngọt tròn á, ví dụ ở đây là 0,3 thì cái này đọc là gì? Đây chính là khoảng khoảng từ 0 tới 3. Còn nếu như như này 0,3 thì cái này gọi là gì? Là đoạn. Là đoạn, nhớ nha. Còn ví dụ như này 0,3 như này thì gọi là nửa nửa khoảng. Ví dụ thế. Thì những cái phần này chúng ta được học ở chương trình ở trong chương trình lớp 11 rồi, đúng không? Đấy, như vậy thì tiếp tục này. Hồi nãy thầy phân tích á, như vậy bây giờ cái chúng ta đã thấy cái độ dài x của cạnh vuông bị cắt rồi đúng không? Thì thể tích của cái khối hợp này này có phải là bằng chiều 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 dài nhân chiều rộng nhân chiều cao đúng không? Có phải không em? Như vậy có phải là bằng x này nhân ở đây cho 6 trừ 2x rồi nhân ở đây cho 6 trừ 2x không? Có phải là v này sẽ bằng là x nhân cho 6 trừ 2x tất cả bình phương không? Tại vì hàng này giống nhau. Được chưa? Được chưa? Và nhớ cái x này nó phải thuộc, nó nằm ở trong cái khoảng này. Các em hiểu không? Cái x này nó phải nằm trong cái khoảng này từ 0 tới 3, thì chắc chắn là x này nếu mình lấy giá trị nguyên á thì chỉ có khả năng là 1 hoặc là 2. Đúng chưa? Và nhớ ở đây người ta nói là gì đây này, gọi V là thể tích khối hợp đó, V được tính theo x bởi công thức nào? Thì đây, có thể tìm giá trị lớn nhất của V bằng cách nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của cái anh gọi là hàm số này, cái đường này. Như vậy nghĩa là chúng ta để đi tìm giá trị lớn nhất, nghĩa là chúng ta phải đi tìm một cái giá trị x không nào đó mà nó lại thuộc cái khoảng đã từ 0 tới 3, sao cho cái V, cái giá trị của x0 này là gì? Là lớn nhất, gọi là max. Chúng ta hiểu không? Đó. Thì bây giờ này, chúng ta sẽ tính đạo hàm. Nghĩa là bây giờ chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải học ở phần 2 la mã đâu kìa, nghĩa là đi tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng đạo hàm. Nhưng mà bây giờ chưa học, nhưng mà bây giờ người ta đưa ra thì bắt buộc thầy phải giải thôi chứ. Ha, bây giờ chúng ta sẽ đi tính V phẩy. Đúng không? V phẩy. Chúng ta còn nhớ công thức này này. U nhân V phẩy thì sẽ bằng là gì? U phẩy V cộng cho U nhân V phẩy. Nhớ công thức tính đạo hàm này không? Để chúng ta áp dụng công thức này này. Nghĩa là ra được là x nhân cho 6 trừ 2x tất cả bình phương. Chúng ta ở đây đạo hàm. Đạo hàm thì đây chính là U và đây chính là V. Có phải không? Nếu đạo hàm cái thằng này. Chúng ta làm nhanh một chút, tại vì chương trình lớp 11 đã học đạo hàm rồi. Nếu đạo hàm x thì bằng 1 thì thằng V chính là thằng này. Ra được thằng này chúng ta ghi lại. Cộng U là x. Bây giờ cái thằng này V phẩy thằng này, đây chính là hàm hợp 6 trừ 2x tất cả bình phương, đạo hàm xuống số 2 này xuống trước. Sau đó chúng ta lại như nào em? Chúng ta lại 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 đạo hàm thằng này.
đạo hàm thằng này á thì nó còn lại âm 2, còn lại âm 2 ở đây, đúng không? Và nó còn lại đạo hàm tiếp cái thằng này này, nó chính là hàm hợp. Nó dưới dạng là bình phương thì nó còn vẫn còn lại là 6 gì em, 6 trừ 2 2x ở đây. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì các em nè? Nó bằng ở đây là 6 trừ 2x bình phương, 2 nhân âm 2 đây bằng âm 4, là âm 4x nhân 6 trừ 2x. Chứng tỏ khi đó chúng ta đừng khai triển thằng này ra hằng thức nha. Chúng ta có 6 trừ 2x, ta đặt 6 trừ 2x ra chung. Bên trong còn lại là 6 trừ 2x trừ cho 4x chứ gì nữa, đúng không? Nó còn lại đằng này này. Khi chúng ta đặt chung thì ở đây nó mất cái bình phương này. Tại vì 6 trừ 2x nhân 6 trừ 2x, mà chúng ta đặt 6 trừ x ra thì nó còn lại là một cái trừ 6 trừ 2x này. Đây, thầy chỉ đóng mở ngoặc lại để chúng ta thấy. Còn phía bên đây nó còn lại trừ 4x. Như vậy ở đây là ra được là gì nè? 6 trừ 2x, ở đây là trừ 2x trừ 4x là thành trừ 6x, số 6 viết lại trừ 6x. Rồi ok, đạo hàm nó ra được như thế này, được không? Khi đó chúng ta rút một phát ra nữa đi, chúng ta rút một phát ra nữa được không? Ok, như vậy ở đây thầy rút số 6 ra, ở đây thầy rút số 2 ra, thằng này thầy rút số 2, còn lại ở đây là mấy? 3 trừ x, ở đây thầy rút số 6 ra, nó còn là 1 trừ x, đúng không? Như vậy đây là 2 nhân 6 là bằng 12, nhân đây là 3 trừ x nhân cho 1 trừ x ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho v phẩy bằng 0, v phẩy x chúng ta sẽ cho bằng 0. Bằng 0 thì thằng này sẽ bằng 0, nghĩa là 12 nhân 3 trừ x 1 trừ x sẽ bằng 0. Khi đó thằng này bằng 0 thì lấy 0 chia là lấy 2 này, suy ra đây là 3 trừ x sẽ bằng 0 và 1 trừ x sẽ bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra đây là x sẽ bằng mấy? X bằng 3 và x đây sẽ bằng 1, thì thằng này loại này. Tại vì x của chúng ta nó nằm ở trong khoảng này từ 0 tới 3, mà đây chúng ta giải x bằng 3 chúng ta loại. Ta như vậy chứng tỏ chúng ta lấy x bằng 1 này. X bằng 1, như vậy x bằng 1 thì giá trị cái v của nó là bằng bao nhiêu? Các em, khi đó v của 1 bằng bao nhiêu? Đâu rồi, chúng ta sẽ thế vào cái v ở đây. Đây, x bằng 1 đúng không? 1 thì thế chỗ đây. Thế chỗ đây này. Ra được ở đây là 1 nhân ở đây cho 6 trừ cho 2 nhân 1 bình phương. 1 rồi ở đây bỏ đi, 6 ở đây trừ 2 là bằng 4, 4 bình phương là bằng 16 này. Đó, hiểu không? Khi đó chúng ta lập bảng biến thiên ra, người chúng ta đi tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng đạo hàm. Ở đây là x, ở đây là v phải x, ở đây là vx. Từ 0 cho tới mấy? Tới 3 đúng không? Chứ không phải từ âm vô cùng tới dương vô cùng nữa nhá. Tại vì nằm trong cái khoảng này. Như vậy thì ở đây là bằng mấy? Bằng 1. Thì cái thằng V phẩy X này bằng 0, đúng không? Và cái anh VX này đạt giá trị là 16 đúng không nè? Như vậy ở đây là 0, thì thằng này sẽ bằng mấy? Nếu X bằng 0 thì VX này cũng sẽ bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Nếu X bằng 3, X bằng 3 thì thằng này cũng bằng 0, thằng này là bằng 16 đúng không? Như vậy thì ở đây là chúng ta thấy là hệ số A, ở đây cái V phẩy X, xét dấu thằng V phẩy X đây, cái hệ số A của nó là âm nhân âm này, âm X nhân âm X thì ra được là dương X bình phương. Mà dương X bình phương của nó là cái hệ số này là dương. Dương thì ngoài cùng, đúng không? Từ số 1 1 trừ X đây chứ, 1 trừ x đây thì ngoài cùng trong trái, đây là hệ số âm nhé các em. Thầy nhầm, hệ số âm ở đây thì ngoài đây là âm và đây là dương. Chứng tỏ đây là lên đây và xuống này, đúng không? Như vậy đây chính là min max này. Max đây. Như vậy max của v vx sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 16 tại x bằng mấy? X bằng 1. Đó. Thấy chưa? Thì giờ bắt buộc phải giải cái bài này như vậy thôi, chứ đâu có còn có cách nào khác em. Hiểu chưa nào?
thì cũng định là để cuối bài giải cái bài này nó hay hơn, nhưng mà sợ nhiều lúc cuối cái lại quên cái, rồi khi đó chúng ta không có cái bài giải để tham khảo, khi đó chúng ta không biết nó làm nữa, đúng không? Rồi ok nha. Còn cái bài chi tiết thì thầy cũng soạn ở đây để chúng ta thấy ở cái bài câu hỏi khởi động ạ. Ở đây tính đạo hàm về phẩy em nhé. Chưa học hành gì hết, mất câu hỏi khởi động mà đã 16 phút rồi em. Nên là chúng ta cũng clip dài thì cũng chịu thôi nha, clip dài cũng chịu thôi. Chúng ta thầy dạy miễn sao chúng ta hiểu và cảm nhận được là được. Còn về phương pháp để mà đi giải thì chúng ta cũng yên tâm, cái phần này nó cũng dễ lắm. Tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất này cũng rất là dễ, chứ không có gì khó cả. Chúng ta chỉ việc nắm được cái đạo hàm. Đạo hàm cũng giống như cái đi tìm là cái đồng biến và nghịch biến em, cũng dễ thôi. Giờ chúng ta đi sang phần định nghĩa nha. Về phần định nghĩa, chúng ta sẽ đi sang hoạt động 1 này. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên cái đoạn kem đang. Ngọt vuông này chính là đoạn này, còn ngọt tròn là khoảng, mình nhớ như vậy. Cho hai đấy nó cũng dễ nhầm em, trên cái đoạn từ âm 1 tới 1. À, trên cái đoạn nghĩa là từ âm 1 này cho tới 1 này, ở trên cái trục hoành kem đang. Này, từ âm 1 tới 1 này. Và có cái đồ thị là đường cong ở hình 8 này. Cái đường cong parabol ra hình 8 này. Quan sát đồ thị cho biết điểm nào thuộc đồ thị có tung độ lớn nhất. Lớn nhất, tung độ lớn nhất đó chính là thằng nào? Thằng này này. Đó chính là điểm gì? Cái điểm B, cái tung độ ở đây lớn nhất đó chính là gì? Bằng 3. Và cái hoành độ nó bằng 1. Như vậy đây là chính là điểm B là 3, 1 này. Còn điểm nào thuộc đồ thị có tung độ nhỏ nhất? Tung độ nhỏ nhất chúng ta đây chính là điểm gì? À, đây chính là cái điểm C này. Điểm C nằm trên trục. Trục gì đây? Trục tung. Điểm C nằm trên trục tung chứng tỏ điểm C này có hoành độ bằng bao nhiêu? Hoành độ nó là bằng 0. Khi hoành độ bằng 0 thì nó sẽ nằm trên trục tung. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây đó chính là cái điểm C có tọa độ đó chính là 0, âm 1. Được chưa? Rồi, ở đây thầy cũng có in ra để chúng ta tham khảo này. Thầy đã trả lời rồi nhưng mà thầy muốn nó chi tiết hơn nữa. Các em hiểu không? Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi xem ở phần tiếp theo. Như vậy ta nói ở trên cái đoạn âm 1, 1 hàm số y bằng fx đạt giá trị lớn nhất bằng 3 đã tại x bằng 1, thấy chưa? Đạt giá trị nhỏ nhất tại âm 1 tại x bằng mấy? X bằng 0. Tại vì tung độ của nó bằng âm 1 nhưng mà hoành độ của nó là bằng 0. Nghĩa cái điểm C của chúng ta là 0, âm 1 này. Một cách tổng quát. Đây nghe. Người ta ghi như này người ta có hiểu không? Ở trong đây người ta ghi có vẻ nó hơi khó hiểu. Thầy nghĩ thế. Thì thầy sẽ giải thích để chúng ta ghi cho nó dễ hiểu hơn nha. Cho hàm số y bằng fx xác định trên một cái tập D, người ta tập xác định của nó. Cái tập D này người ta có thể cho là cái khoảng nào đó, ví dụ khoảng A, khoảng B, hoặc là một cái đoạn A hoặc đoạn B nào đó. Các em hiểu không nào? Số m được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y bằng fx trên D, nghĩa trên cái tập xác định đó. Ký hiệu lại m bằng là max D fx. Nếu fx này nó nhỏ hơn bằng m, hay nói cách khác là m này này, m này nó tất cả giá trị m này nó phải lớn hơn bằng là cái giá trị của hàm số fx với mọi x thuộc D. Nghĩa là x này nó phải thuộc ở trong cái khoảng này, trong cái đoạn này, và tồn tại x0 nào đó thuộc D sao cho fx0 bằng m. Người ta ghi như này có vẻ hơi khó hiểu đúng không nào? Bây giờ là giá trị lớn nhất này, giá trị lớn nhất người ta gọi là max ấy. Thầy ghi ký hiệu giá trị lớn nhất như này đúng không nào? Nghĩa là khi đó m này này sẽ bằng là max của fx. Ở đây là nó thuộc trên cái tập D, nghĩa là trên một cái khoảng, trên một cái đoạn đó. Khi nào này? Khi nào? Khi m này này, cái em này, nó phải lớn hơn hoặc bằng là fx. Cái giá trị của nó phải lớn bằng fx. Cái hiểu không? Với mọi x nó phải thuộc D, nghĩa là trên cái tập xác định của nó. Khi đó nó sẽ tồn tại một anh x0 nào đó.
Phải không? Nếu như mà cái Fx0 này nó bằng gì? Bằng M lớn. Chúng ta có thể ghi tóm tắt như này cho nó dễ hiểu, chứ sợ đọc một loạt như này cái rồi chả hiểu chả biết gì. Còn giá trị nhỏ nhất gọi là min ấy, giờ nó có cái chỗ này nó khó ghi em. Rồi thầy để chỗ này min khi nào, nghĩa là M nhỏ, nhớ này, max là M lớn, còn min là M nhỏ. Các em hiểu không? Cái giá trị của nó, giá trị của hàm số M nhỏ này gọi là min của Fx, min trên cái tập D khi nào? Khi ở đây M nhỏ này, cái thằng này là phải lớn hơn bằng là gì? Nó phải lớn hơn hoặc là bằng tất cả giá trị của Fx. Còn anh M nhỏ này đã là min, nó là phải nhỏ nhất rồi. Anh này lại lấy giá trị lớn nhất, còn anh này lấy giá trị nhỏ nhất, thì anh là phải gì? Nhỏ hơn hoặc bằng Fx với mọi x thuộc gì? Thuộc D. Em hiểu nào? Và nó tồn tại x0 nào đó, sao cho cái Fx0 này phải như nào? À, nó bằng đúng cái giá trị M này này. Rồi, chúng ta có thể ghi vô thầy như vậy. Em hiểu chưa? Ta có thể ghi vô. Thầy tóm lược như này nó dễ hiểu hơn này. À, chúng ta ghi bằng ký hiệu này dễ hiểu hơn thằng em này. Cho nhiều lúc một số em số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số gì đó, cái đọc chả hiểu là nó đang ghi cái gì. Thực sự là như vậy, tại vì nó quá nhanh, quá nguy hiểm. Cứ tóm lại, max là giá trị lớn nhất, là cái anh mà ví dụ trên cái đồ thị này, này cái giá trị là anh cao nhất ở đây, anh trên cùng ở này, còn min là anh nằm giá trị thấp nhất ở đây này. Đấy, hiểu không? Vậy thôi. Và nhớ nó phải nằm ở trong hai cái đoạn này, từ đoạn này tới đoạn này, hiểu chưa? Rồi, ok, ta bấm nhưng mà hình lại chúng ta ghi cái phần lý thuyết nha. Chú ý khi tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số mà không chỉ rõ tập D, thì ta tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên cả tập xác định của nó. Ví dụ như là một cái hàm đa thức nào đó, thì cái tập D của nó là bằng R, thì chúng ta sẽ đi tìm trên cái tập xác định của nó là trên tập số thực này. Nếu người ta không cho một cái khoảng AB hoặc là một cái đoạn AB nào đó, thì chúng ta sẽ đi tìm trên cái tập xác định của nó. Hiểu chưa? Thầy lấy ví dụ hàm đa thức chẳng hạn. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta sẽ đi sang phần ví dụ 1 em. Người ta yêu cầu em là tìm giá trị lớn nhất gọi là max, giá trị nhỏ nhất của hàm số Fx bằng là 1 cộng x bình phương trên cái đoạn này. Đó. Thì ở đây á, chúng ta giải nó bằng định nghĩa. Chứ còn ví dụ chúng ta giải bằng đạo hàm thì phần này dễ lắm em. Nếu mà giải bằng đạo hàm thì bài này cực kỳ dễ. Chúng ta cần tính đạo hàm f(x). Sau đó chúng ta sẽ xét ở hai cái đoạn này, đoạn đầu tiên này, cái đoạn này là cho cái thằng này bằng 0 và cho tính giá trị của ba thằng, coi thử so sánh thằng nào lớn nhất và thằng nào nhỏ nhất là dễ lắm. Tí nữa cái phần 2 la mã này thầy sẽ quay trong clip sau, các em yên tâm. Còn bây giờ mà làm bằng định nghĩa thì không được sử dụng đạo hàm. Không sử dụng đạo hàm nghe, mà đây chúng ta sẽ giống như ở chương trình lớp 8 ấy, ở cái phần mà gì mà bắt định thức ở trong các em còn nhớ phần bắt định thức. Ví dụ người ta cho a lớn hơn b, người ta yêu cầu các em so sánh, ví dụ như là 3a cộng 1 sẽ nhỏ hơn 3a cộng 5 sẽ lớn hơn, đi sẽ lớn hơn ở đây là 3b cộng 1 này, ví dụ thế. Thì chúng ta phải ráp thịt cá xương gì đó để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Thì bạn nào mà yếu chỗ này thì chúng ta sẽ quay lại chương trình lớp 9, tại loại lớp 9, chương trình mới là lớp 9, chương trình cũ là lớp 8 nha. Chương trình và cái bài bắt định thức này thầy đã quay chương trình lớp 9 của ba bộ cánh diều chân trời và kết nối lớp 9, phần bắt phương trình và bắt định thức thầy đã quay rồi, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em này vào trực tiếp ở trong đây luôn nha. Ở đây người ta giải luôn nè, các em nhìn nè, ở đây chúng ta phải tạo cái thằng x bình phương này trước. Mà chúng ta thấy x bình phương ấy thì nó gọi là một số không âm. Số không âm thì chắc chắn nó phải lớn hơn bằng 0 cái này này. Chúng ta sẽ thắc mắc giùm thầy là cái số 4 này ở đâu này? À, cái số 4 này ở đâu? Cái số 4 này đó chính là, các em thấy không? Ở đây là 0. 0 bình phương thì bằng 0. 2 bình phương là bằng mấy? Các em, 2 bình phương là bằng 4. Đây, 2 bình phương là bằng 4 thì chứng tỏ x bình phương này phải lớn hơn 0 và nhỏ bằng 4. Để giải thích cho các em tại sao có số 4 chỗ này. Một số bạn xem ví dụ này chả hiểu gì hết vậy. Thực sự luôn á, nếu em không có kiến thức về toán vận á, chúng ta xem ví dụ này không hiểu nè. Các em hiểu không?
Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có số mấy rồi này, nó có số 1 này. Tại vì 1 cộng với hình phương thì ở đây chúng ta sẽ cộng vô 1. Ở đây chúng ta cộng cho 1 và cộng ở đây cho 1. Thì 1 cộng 0 là bằng 1, nhỏ hơn bằng ở đây là x bình phương cộng 1, thầy viết trở lại là 1 cộng x bình phương, 4 cộng 1 ở đây là bằng 5. Chứng tỏ đây chính là giá trị gì? Giá trị nhỏ nhất này, đây chính là giá trị lớn nhất này. Đó. Tại vì bản thân thằng này đó chính là fx nè, đấy fx nè. Đấy. Thầy hiểu chưa? Như vậy thì mát mát này. Mát trong cái khoảng thầy nói trong cái đoạn này này và min này. Còn ở đây là f f0 là bằng 1. F0 bằng 1 kìa nó. Nên là ở đây là gì? Là f0 bằng 1 thì giá trị 1 này thì chính là min. Đấy. Được chưa? Ở đây này nghĩa là ở đây người ta sẽ tính f của 0 này và f của mấy? F của 2 này. F của 0 thì bằng 1 và f của 2 là bằng 5 này. Thì thằng này đây chính là gì? Đây chính là min. Và đây chính là max. Giá trị nhỏ nhất và đây chính là giá trị lớn nhất. Vậy thôi. Bây giờ thầy sẽ làm tương tự như vậy nha. Thầy sẽ làm theo hướng đó, dựa bám vào ví dụ 1 này này để làm vào cái thằng này. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhất của hàm số fx trên cái đoạn này. -3/3. -3/3 đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ thấy này, trong cái fx này này. Cái fx của chúng ta ở đây chúng ta phải để ý này, đây chính là căn bằng 2 của 9 trừ x bình phương. Đầu tiên chúng ta phải tạo x bình phương này trước. Phải tạo x bình phương này, sau đó mới tạo ra cái dấu trừ này, sau đó mới tạo tới số 9 này, rồi chúng ta mới tạo tới dấu căn này. Để tạo x bình phương thì chúng ta thấy là x bình phương này chắc chắn luôn nó sẽ luôn luôn là lớn hơn 0 đấy đã. Tại vì nó là số 0 âm. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy này, ở đây á là -3 và ở đây là 3. Mà 3 bình phương này bằng mấy? Bằng 9. Bằng 9 thì chứng tỏ ở đây nó sẽ nhỏ hơn bằng mấy? 3 bình phương thì bằng 9. Rồi. Ok, nó sẽ ra được là x bình phương nó sẽ lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 9. Với mọi cái x, với mọi x nó phải thuộc ở trên cái đoạn -3/3. Ok chưa? Rồi. Bây giờ này, chúng ta sẽ thấy ở đây có dấu âm. Thầy sẽ nhân ở đây cho -1, ở đây -1 và nhân -1 nha. Thầy làm rất chậm để chúng ta hiểu là nhân -1 ở đây không. X bình phương ở đây nhân cho -1 và ở đây 9 nhân cho -1. Như vậy ở trong chương trình lớp 9 á, chúng ta được học rồi. Khi mà nhân với dấu âm thì dấu này sẽ quay ngược chiều này. Ở đây là lớn hơn bằng đúng không? Thì thằng này nó sẽ quay trở lại là trở thành là nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng nó phải quay nhỏ hơn bằng. Nhớ thì cái như vậy đó. Em hiểu không? Hiểu chưa? Đấy, như vậy thì khi đó này 9 nhân -1 thì ra được -9. Chứng tỏ nó sẽ quay ngược trở lại này. Đó. Đấy. Khi đó x bình phương nhân 1 này, nó là -x bình phương. Đó. Cái thằng là không. Nó quay ngược chiều trở lại này. Cái nó quay ngược chiều trở lại không? Rồi. Bây giờ -9 này đâu? Bây giờ thầy sẽ cộng 9 ở đây để nó có số 9 chỗ đây này. Như vậy ở đây thầy sẽ cộng 9 thì thầy lấy 9 trừ 9 ở đây. Ở đây 9 ở đây. Đó, 9 trừ x bình phương và ở đây là nhỏ mang là khi cộng á, khi cộng thì dấu này nó vẫn cùng chiều, chỉ có khi nhân với số âm thì nó mới quay ngược chiều trở lại như này thôi. Nhưng mà nó ra được ở đây là 0. Nhỏ bằng đây là 9 trừ x bình phương và nhỏ bằng 9. Khi đó chúng ta sẽ thêm dấu căn này. Ở đây có căn thì thằng này căn và thằng này căn. Ở đây là căn 2 của 0 này. Căn thì dấu nó vẫn là cùng chiều. Cùng chiều nghĩa là thằng này nhỏ bằng thì số này nó cũng như vậy. Căn 2 của 9. Như vậy căn 2 của 0 thì bằng 0. Đó, 9 trừ x bình phương. Thằng này chính là số mấy? Số 3. Đó, đây là thằng này đó chính là fx nè. Thằng này đó chính là fx. Như vậy 0 nhỏ bằng ở đây là fx nhỏ bằng 3. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy là giá trị nhỏ nhất là mấy? Là 0 và lớn nhất là bằng 3 này. Đúng nào? Bây giờ chúng ta sẽ tính f của 0. F của 0 là bằng mấy em? Chúng ta tính f của 0. F của 0 thì thằng này là bằng 0. Thế chỗ đây này. 9 đây, f của 0 thì bằng căn bậc 2 của thầy làm kỹ không? Chúng ta 0 bình phương này sẽ bằng căn 2 của 9 thì thằng này bằng 3. Chúng ta cũng tính giùm thầy f của mấy? F của 3. F của 3 sẽ bằng là căn bậc 2 của 9 trừ 3 bình phương. Nghĩa là bằng căn 2 của 9 trừ 9 là bằng, căn 2 của 0 là bằng 0.
Được nè. Như vậy f của 0 thì bằng 3, mà f của 3 thì lại bằng 0, đúng không? À, nên là max của chúng ta, max của fx là bằng mấy? Là bằng 3. Tại ở đâu? Tại đâu em? Tại x bằng 0. Còn min của fx là bằng mấy? Bằng 0. Tại x bằng bằng mấy em? Bằng 3. Hoặc là x bằng âm 3. Tại vì x bằng âm 3 thế vô chỗ đây nó bằng 0. Hiểu chưa? Vậy thôi. Nên cái dạng này chúng ta phải tạo, là phải biết cách tạo em, phải thêm bớt các kiểu. Nhưng nhớ về phần bất định thức, bạn nào không biết nhắc thầy nhắc lại, nếu chương trình cũ là chương trình lớp 8, chương trình mới là chương trình lớp 9 nha. Bạn nào mà có em học lớp 9 á, ta lấy bộ sách nó ta xem cái bài, thì nhớ không nhầm là cái phần chương 2 á, bất định thức. Khi nhớ này, nguyên tắc bất định thức này, cộng hoặc trừ hoặc là nhân với số dương hoặc chia số dương thì dấu nó cùng chiều. Còn nếu như mà chúng ta nhân với số âm hoặc là chia với số âm thì dấu sẽ quay ngược chiều. Cùng chiều nghĩa là phía trên lớn hơn thì xuống dưới, phía dưới thì sẽ lớn hơn. Còn nếu ngược chiều nghĩa là trên lớn hơn thì xuống phía dưới nó phải dây quay ngược chiều trở lại, nó sẽ trở thành là nhỏ hơn. Các bạn nhớ là như vậy nha. Đó. Rất dễ em. Không có gì khó cả. Chỉ có cái đoạn này là quay ngược chiều trở lại này. Đây là dấu lớn, hiện tại đây là x bình phương lớn hơn đúng không? Bây giờ nó quay ngược chiều lại chỗ đây khi nhân với âm 1 ở cả ba thằng này. Đấy. Ta thì xem, bấm chân màn hình lại để em ta xem và ghi chép cho nó kỹ, chi tiết nha. Ok. Rồi. Đây, thầy cũng đưa ra cái bài giải chi tiết các chữ để chúng ta tham khảo, để chúng ta cài thấy như thế nào. Tại vì hồi nãy thầy dạy ở trên thầy giải thì nó không toàn thầy nói thôi để chúng ta hiểu, còn khi chúng ta ghi chúng ta có thể ghi các chữ này. Đây, max này bằng 3 này, tại x bằng 0 này, còn min ở đây bằng 0 này, tại ở đây là f, tại đây là x ở đây bằng 3 hoặc là x bằng âm 3 này. Cái này mình việc thế thôi, thế cho bạn đầu cũng dễ em. Khi mà qua phần 2 mà tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm mới dễ lắm nha. Rồi ok, được chưa? 32 phút rồi. Về cái phần 2 lên mã này thầy sẽ quay cho em trong một nhịp sau. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.